bố, con nằm đi từ con nằm đi bố, con nằm đi từ con số gì đây, con nằm gì đây, con nằm gì đây, con nằm gì đây. Nhớ ngày cho trái tim ngất ngây ân cần, con nằm 19, nằm 19, con nằm 19. Bởi vì đã, bởi vì đã ngày em đã nếu mà đúng kịch bản ra đó quý vị, thì xong cái nhạc đó em sẽ hát live luôn nguyên cái bài đó cho quý vị nghe. Nhưng mà em nói thật thôi, khi nghe nhạc thôi là mình đã không thể nào hát được. Cho nên là thôi để chút xíu nữa mình bình tĩnh hơn rồi mình sẽ hát tặng cho quý vị nha. Hồi nãy thì trước khi mà vào cái buổi công chiếu cái phim này thì em nhận được rất là nhiều câu hỏi. Nhưng mà chắc có lẽ là quý vị chưa có coi phim thì quý vị sẽ đặt những câu hỏi đó ở bên ngoài thôi. Lý do mình làm phim rồi có phải là mình PR, mình truyền thông hay không? Thì chắc có lẽ bây giờ là trước khi mà quý vị để đặt những cái câu hỏi tiếp theo sau khi quý vị đã sâu sắc hơn vào nội dung của phim đó, thì em xin mời, chắc có lẽ là không mời ai khác, nhân vật chính của chúng ta trong phim đó là chị Ái Diễm ạ. Dạ, và ông xã luôn. Dạ, em xin mời anh. Kính thưa quý vị, để mà thực hiện được những cái thước phim như thế này thì Lô và đoàn cũng rất là vất vả để mà liên hệ được với tất cả các đoàn. Và chúng tôi cũng phải thật sự rất là khó khăn để tìm những cái đoàn truyền thống mà họ có thể cho mình quay nè. Đặc biệt là trong cái thời điểm khó khăn như thế này, chắc có lẽ là một cái lời chào cho tất cả quý vị khán giả, đặc biệt của Sài Gòn Tân Thời và quý anh chị em phóng viên báo chí cũng giống như tất cả các bạn đồng nghiệp ở đây được không chị? Ái Diễm cùng với chồng Ái Diễm chào đón bà con anh chị và phóng viên, thật sự với các bạn đồng nghiệp coi bộ phim của Ái Diễm. Chắc có lẽ là bây giờ có nhân vật chính đây rồi thì xin mời tất cả quý anh chị, đặc biệt là quý anh chị phóng viên, mình đã coi xong cái phim khoảng 25 phút hơn. Quý vị có câu hỏi nào muốn đặt thì bây giờ sẽ là cái thời điểm mà quý vị có thể sâu sắc hơn vào nội dung và cũng giống như nhân vật của chúng ta. Nhưng mà trước khi đến với câu hỏi đó thì em cũng xin nói sơ như thế này luôn, em không có làm bộ phim này để PR cho bản thân em quý vị. Dạ, em nói trước luôn. Dạ, nếu mà quý vị có thể thấy từ đầu xuyên suốt đó, em bỏ công bỏ sức ra để làm, nhưng mà không phải là PR để truyền thông. Nếu mà mình chọn mà truyền thông hình ảnh mình đó thì giống như là em làm cá sale, nó vẫn tốn ít chi phí và thời gian hơn và nó hiệu quả, nó nhanh hơn đó. Cho nên đó là cái này là em làm cái mục đích lớn nhất là để dành tặng cho những đoàn lô tô truyền thống. Họ là những người đã gìn giữ lô tô đến cái thời điểm mà Lộ cầm được cái lá cờ lô tô lên và phất nó lên để có Sài Gòn Tân Thời như ngày hôm nay. Thì đây là lời cảm ơn và tri ân đến với những đoàn truyền thống đang còn hoạt động. Dạ. Rồi, cái bây giờ xin mời tất cả quý anh chị phóng viên ạ. Dạ, quý anh chị có ý kiến gì em xin cho một cái giơ tay lên, em xin gửi micro lên tới tất cả quý vị ạ. Dạ, có ai không ạ? Dạ, xin mời chị ạ. Dạ. Chị Hòa Bình đúng không? Dạ. Đầu tiên mình thấy là mình rất xúc động khi mình xem cái bộ phim này. Mình cũng xúc động về cái mối tình mà nó của người đồng giới mà nó gắn bó được 25 năm của anh chị Ái Diễm. Rất là cảm động và mong là anh chị sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn trong cái cuộc sống về sau này. Đây là mình hỏi anh chị một cái. Và anh chị đã rất là vất vả đi làm thuê làm mướn để giữ một cái cuộc sống như vậy, để giữ một cuộc sống như vậy. Nhưng mà mình cũng không thắc mắc là như vậy là đoàn mình thì có bao nhiêu người mình phải nuôi, mình phải lo ăn lo bạn, và tiền lương thì mình thanh toán ra sao? Vì mình thấy có tiền trợ có ngày 200 mà cũng vất vả vô cùng, khi mình làm luôn cái đoàn thấy mở lên thấy chớp nháy xanh xanh đỏ đỏ như vậy, bao nhiêu là công sức, bao nhiêu là cực khổ như vậy. Mình xin hỏi cái chi phí mà chị phải gồng gánh để cho một cái đoàn nó tồn tại được như vậy. Khoan, mình hỏi thêm một câu nữa là Lộ Lộ, với phần Lộ Lộ thì đây là một cái phim đó, một phim nhỏ trong một cái chuỗi phim của bạn hay sao ạ? Xin hỏi. Dạ, em sẽ trả lời trước cái ý đó để cho nó nhanh nè. Dạ, cái là mỗi một đoàn em sẽ tặng một tập. Dạ, ở đây là chúng ta ngoài cái đoàn của chị Ái Diễm thì còn có đoàn anh Hoàng Huy, đoàn chị Mai Tuyết Ly và đoàn chị Phương Ly cũng đang có mặt ở đây luôn. Thì chút xíu em sẽ mời tất cả các anh chị lên, tại vì có một số đoàn em đã quay rồi và có chi tiết lên cho quý vị luôn hả. Dạ, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu trả lời của chị Ái Diễm. Dạ, chính thưa, vợ chồng Ái Diễm sống là hai mươi mấy năm kết bạn, hai mươi mấy năm nay sống gian nan cực khổ,
là tại vì nghe em không cha không mẹ, đi hát mướn không à, rồi thành ra làm cái nghề này là bốn xác đòn, ba xác đòn rồi. Cái lần đòn cuối cùng thầy đó ở nhà trọ, sự thật là bằng một sạc đi hát mướn, nhiều khi đi hát mướn cho đòn của anh Quy nữa, đi hát mướn đòn Quy, đi hát mướn đòn này đòn kia, rồi về nhà trọ ngủ, không cha không mẹ, cái hai đứa sống. Rồi suy nghĩ là ở nhà trọ hai đứa sống hoài kiểu này khổ hoài, thôi giờ thành lập cái đòn, trả nhà trọ, đỡ tính tiền nhà trọ, là hai chồng tự bản thân, tự bằng tài trắng ra tạo được cái đòn, tạo cái đợt đòn sống nuôi lính, là trước khi lính anh chị em thương mến á Diễm vô đòn sống, thì trước khi sống Diễm nói rằng đòn này như là đòn nhà, chị em sống có nhiêu thì ăn nhiêu, không phải như mấy đòn khác, chị sống có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Rồi những bạn mình đã sống với chị những lúc mà mưa dịch vừa rồi, không có, không có mà làm cái tiền, tại vì cha mẹ không có, anh em người nào cũng khổ, vợ chồng bạn tay trắng tạo ra không à, nó không có cha mẹ là bên nào giàu hết trơn, ai cũng nghèo hết. Thành ra khi gạo người ta cho chồng mua cái chài, chài cá, rồi dịch lớn vừa rồi là đoàn Sài Gòn Tân Thự đem quà đến cho, với một người bạn nữa tên Cà gỡ đồ xuống cho có đoàn. Dạ xin hết. À, dạ đã, nếu mà nói về tính chi phí thì cụ thể chị, về một cái đoàn lưu tô truyền thống á, thì chắc có lẽ là họ không có thể tính được một cách chi tiết được, bởi vì tỷ dụ giống như mọi người cũng có thể thấy một đêm diễn mà nó với 3-4 nhân sự hát trên sân khấu, thì nếu mà ở Sài Gòn Tân Thự nó không đủ, nhưng mà ở dưới những đoàn miền Tây là nó thực tế là như thế, nhưng mà đôi khi là cái lượng khán giả nó có 10 mấy người 20 mấy người thì lương có thể là gọi là bữa đủ bữa không. Cái đó là có thực tế như thế, là có thể là chị em hỗ trợ nhau, đờ mi cũng có nghĩa là trả đờ mi là trả giống như là trả lấy hương lấy hoa đó quý vị, cho như cho đó, đại khái là như thế. Cho nên là nếu mà nói về con số cụ thể thì không thể nói chính xác được, chỉ có thể nói một cách là đoàn chị Ái Diễm là một trong những đoàn mà tiên phong trong việc là tất cả những cái cô đào hát đoàn kết với nhau, nắm tay vượt qua 3 mùa dịch và 2 mùa dịch lớn và một cái sự cố nhỏ đó một cách nhẹ nhàng bằng cách là đoàn kết với nhau thôi. Yeah. Dạ, còn câu hỏi nào dành cho nhân vật của chúng ta nữa không ạ? Dạ, nếu không thì em sẽ xin giới thiệu tiếp là ba chủ đoàn nữa quý vị. Dạ, với ba cái hình thái khác nhau, và những cái tập này sẽ được phát sau tập của chị Ái Diễm quý vị. Em xin mời anh Hoàng Huy ạ. Dạ, và bạn, rồi, chị Mai Tuyết Ly và chị Phương Ly ạ. Dạ. À, em xin nói sơ sơ đây là những người ơn của Sài Gòn Tân Thời. Bởi vì sao là người ơn? Bởi vì nhờ có họ, nhờ có cái sự mà họ có thể thông cảm và họ nói đại khái là họ chấp nhận cho Lộ có thể là thực hiện những cái thước phim này tại đoàn của họ. Bởi vì khi mình quay phim mà nguyên một ekip xuống thì nó cũng rất là phiền phức quý vị. Thì ngay bây giờ là chị anh Hoàng Huy là một trong những đoàn em xin giới thiệu sơ sơ thôi quý vị ha. Là đoàn tiên phong bây giờ còn đi bằng di chuyển bằng cái ghe trên sông đó quý vị. Đi vô những cái gạch nhỏ 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 để dựng những cái gánh hát nhỏ 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 ở những cái khu rất là xa xôi mà xe không tới được. Là đoàn anh Hoàng Huy là rất ở xa, gần như hiện tại là ở dưới Thứ đó. Em về miền Thứ đó quý vị, là gần Cà Mau ở dưới. Dạ. Còn riêng về đoàn của chị Phương Ly đó là một trong những đoàn tại ở Vĩnh Long, Mang Thích, phải không chị? Dạ. Còn chị đoàn chị Mai Tuyết Ly là hiện tại thì tụi em đang chuẩn bị bấm máy và đang ở khu vực Tây Nguyên và phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số thôi. Cho nên là dạ, mỗi đoàn thì sẽ có một cái đặc trưng riêng. Thì quý vị có thể là nếu mà em nói không thì nó cũng hơi là nó chưa có được là thuyết phục. Thì trong thời gian sắp tới những tập tiếp theo, tập đầu là của chị Ái Diễm, thì tập thứ hai là của anh Hoàng Huy, thì quý vị có thể thấy rõ hơn cái nỗi vất vả khi mà phải điều phối một cái đoàn hát mà nó không, nó rài đây mây đó và nó phải di chuyển bằng cái phương thức gọi là bằng ghe đó quý vị, thì nó rất là khó khăn. Thì hy vọng là quý vị cũng yêu mến là khi mà sân khấu chúng tôi lên đèn, bất cứ sân khấu lô tô nào lên đèn thì quý vị cũng hãy đến và ủng hộ cho những cái đoàn lô tô còn đang hoạt động ở tỉnh. Ngay bây giờ có lẽ là có ai muốn thắc mắc gì cái hình thái nào không ạ? Có ai đặt câu hỏi em xin một cái giơ tay được không ạ? Từ tất cả quý vị phóng viên ạ. Dạ. Dạ có ai không ạ? À dạ em xin mời anh. Dạ. Bên đây nè Phùng, bên đây. Anh ơi cho em hỏi là anh muốn đặt câu hỏi với ai không? Dạ em đặt chung đi. Dạ.
ý là thấy cái con qua phóng sự rồi thì thấy cái việc mà hát lô tô ở tỉnh rất là khó khăn gian khổ vậy á, thì cái điều gì mà khiến các anh chị là gắn bó với cái nghề hát này mà không kiếm một công việc khác để có thể ổn định hơn? Có lẽ là mỗi người sẽ một ý. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu từ thôi chị Diễm đi, nhân vật chính của chúng ta xong đó rồi mỗi người sẽ, tại vì mỗi người họ có một cái tiêu chí để cái duy trì đoàn quý vị nha. Nếu mà chị Diễm nói đó, cũng như chị nói là khi mà nói về cái giới tính đi, ngày xưa là kêu bằng người PD chứ bóng, nếu mà đi ra công ty làm ai mướn là một, thứ hai nữa làm chuyện nặng không nổi thì chỉ yêu nghề ca hát thôi. Ngày xưa mình yêu nghề ca hát, đến hội chợ, gặp hội chợ về là mình vô mình bán vé hoặc mình làm cái chuyện gì, yêu nghề ca hát thôi. Còn mình đi ra công ty làm đâu có ai mướn công ty, đâu có ai mướn mình làm. Tiểu thân hình dáng chiều này ai ta có chịu mình mướn, thành ra mình làm phải bắt buộc phải yêu nghề, mà yêu nghề là trong tim trong máu rồi. Đến bây giờ khi mỗi lần bước cái đi về tới nhà, cái thời ngày xưa bà con chỉ biết ngày xưa đâu có vụ mà giới tính mà đi đặt tóm tắt nào, em nói thiệt là như đặt túi đó, phẫu thuật ngày xưa đâu có, chỉ có bơm chích thôi, chỉ bơm. Mỗi lần mặc họ chưa đâu có tiền, ai có tiền bằng có tiền gia đình, mà như em có tiền gia đình, có tiền chị em có tiền mà cho đó thì mới được đi bơm, còn không có tiền thì dặn là ngực giả, về tới nhà cha mẹ phải đánh đập, cậu chú đánh đập xô đuổi đó. Mà cuộc đời là số phận là của cha ông chờ để bắt ban vậy như vậy rồi. Thì mỗi lần về tới nhà rồi cha mẹ kêu lột bộ đồ đi ra bắt đi cưới vợ, thì nó trốn nhà đi để tóc dài về nhà thì cậu chú anh em quýnh vì tình bề ngoài người ta nói rằng là gia đình có một người con như vậy, vậy nó bắt buộc phải bỏ nhà kia 5-7 năm mới về nhà, nhớ mẹ quá, nhớ cha quá mới về nhà thăm nhà. Về nhà thăm nhà đâu có ở nhà được, về nhà thăm nhà rồi phải trốn đi liền để không sợ cậu chú anh em cắt tóc. Thành ra yêu máu yêu nghề này. Dạ, đây là một cái trường hợp vì hoàn cảnh, và cái tình yêu nghề nó bắt buộc từ hoàn cảnh. Và bây giờ mình ta sẽ đến với anh Hoàng Huy, mà theo Lộ là đây một là một trong người chủ đoàn, mà phải nói là cái tư duy á, nếu mà Lộ mà đi làm trưởng đoàn mà trước đây mà chưa có biết nghề là chắc phải học hỏi anh Huy rất là nhiều. Động lực nào mà để anh duy trì cái đoàn lô tô đó gần hầu như là mười mấy năm rồi, và rất là khó khăn như thế trong thời điểm hiện tại? Động lực thứ nhất đó là Hoàng Huy yêu nghề, muốn giữ cái nghề này, tại vì Hoàng Huy rất yêu cái nghề lô tô này, rất yêu cái nghề hát. Cái xuất hát ấy, muốn làm ca sĩ lót con không đủ, nhưng mà lô tô mở ra sân khấu của mình, tự mình mở ra, tự mình lên mình hát cho thỏa trí cái niềm đam mê của Hoàng Huy thôi. Còn nói riêng tại sao mà cái nghề này nó cực khổ mà Hoàng Huy vẫn đeo là 15 năm nay, là thứ nhất ba mẹ thì cũng nghèo, sống chung với bà ngoại không có nhà riêng. Rồi sau này tất cả ba mẹ có tiền ấy mới là mở cái đoàn, tất cả tài sản là mở vô cái đoàn. Bây giờ là cha mẹ em út và Hoàng Huy sống ở đoàn như là sống tha phương cầu thực, không có ngày nào về quê hết bà con cô bác. Mùng một Tết cũng không về nhà, có khi là 5-7 năm Hoàng Huy chưa về nhà nữa bà con cô bác, tại vì tất cả tài sản là dồn vô trong đoàn, gia đình vô đoàn sống hết, như là gọi như là không có nhà luôn, chỉ sống ở đoàn. Thứ nhất là cũng mưu sinh được, thứ hai là ở cạnh cha và mẹ và em út luôn, nên là Hoàng Huy cũng rất là thích hát, nên là cố gắng duy trì cái ngành nghề lô tô, tại vì mình đã yêu cái nghề mình phải giữ cho tới cùng bà con cô bác ơi. Dạ, cái này là yêu nghề hát, một cái hình thái khác nữa, nó không có bị cái sức ép từ gia đình mà yêu nghề hát và muốn đứng trên sân khấu. Nếu làm ca sĩ thì không trọn vẹn, mà làm một người hát lô tô thì nó sẽ trọn vẹn hơn. Và tiếp theo là chắc có lẽ là một trong những người bầu đoàn mà cũng là nổi tiếng ở miền Tây, là đặc biệt là Vĩnh Long. Xin mời chị Ly. Dạ, lời nói đầu tiên Ly xin gửi đến tất cả các quan khách là chào thân thương nhất. Dạ, bây giờ em hỏi thay mặt cho anh Phương đó là động lực nào mà để cho chị giữ cái gánh lô tô tới thời điểm hiện tại? Động lực lớn nhất của Phương Ly là ngày xưa Phương Ly đi hát mướn mà hát không có được, không có biết hát, ở đầu hát được rồi thì ước mơ làm đoàn, tại đi hát á nhiều khi á chủ đoàn khổ không có lấy lương đủ được, hát 70 mà trả 40 hoài vậy đó. Ước mơ làm đoàn và làm đoàn rồi bây giờ thì gái hát cho Phương Ly ít có bớt lương lắm, tại vì sao, Phương Ly đi đâu khán giả cũng thương ủng hộ hết. Thì cái
Hiện bây giờ là Phương Ly ước mơ là cái đoàn làm hoài vậy đó, đi đâu khán giả cũng yêu thương, như là yêu thương đoàn Lộ Lộ vậy đó quý vị. Dạ rất là thực tế, giống như Luna vậy đó, không có hát được, mơ ước làm đoàn, thấy chủ đoàn vậy đó, bám Luna. Rồi quý vị kế bên em là quý vị, cách đây không có lâu thì em cũng mới giúp đỡ cho bà Chế đây. Dạ, tại vì đoàn hoạt động mà tới nỗi là khi mà cái tâm lý bị ảnh hưởng luôn, có nghĩa là nó khó khăn tới nỗi là bà không muốn làm nữa, chỉ không muốn làm nữa và muốn sang luôn cái đoàn. Mà quý vị biết một cái đoàn ở miền Trung Tây Nguyên mà nhân sự tới 40 người bằng với cái đoàn của Lộ đang hoạt động là một đoàn rất lớn chứ không phải nhỏ. Cho nên là Lộ mới nói là thôi bây giờ là chị cần cái gì em sẽ giúp, chứ còn nếu mà chị bỏ như thế thì 40 người thì không biết đi đâu. Thì chắc có lẽ là em hỏi một câu là chính xác nữa, là tại làm sao mà nó vất vả như thế, nó khó khăn như thế mà chị vẫn quyết định là lèo lái con thuyền của chị tới thời điểm hiện tại. Và trước khi bác sĩ Ly trả lời câu hỏi của quý báo đài cũng như Lộ Lộ, và lần đầu tiên Ly xin chào quý báo đài cùng quý vị khán giả yêu mến sân khấu Lộ Tô Lộ Lộ Sài Gòn Cần Thơ. Và cái điều mà cho Mai Thức Ly mà gắn bó nhất cho đến tận hôm nay, cái thưa quý vị, cái này không phải là cái nghề quý vị, mà gọi đây là cái nghiệp, mà nghiệp ba đời. Đời bà ngoại của Ly là hát bộ theo sóng gió trên các đám đình. Đời thứ hai nữa, đời mẹ của Ly. Đời mẹ của Ly là đời sân khấu cải lương. Sau này sân khấu cải lương, phim bộ Hồng Kông và nhập vào đất nước Việt Nam mình, làm sân khấu cải lương chúng ta không còn nữa. Rồi sau đó, mẹ của Ly có lời trăn trở thế này, dù như thế nào, con không làm cải lương được, con phải làm cái gì liên quan đến nghệ thuật, con giữ nghề cho mẹ. Và thứ nhất nữa, ở Việt Nam mình có một trò chơi bộ tôn rất đặc sắc, không có nước nào bằng, cũng giống như sân khấu cải lương và sân khấu hát bộ, quý vị. Và bây giờ giờ khán giả dần dần họ đều quay lưng hết. Cái điều động lực lớn nhất, ngày xưa Ly đi hát, chủ đoàn thường hay chèn ép qua các chị em mén 20 ngàn họ không mướn, quý vị. Rồi họ đi làm mướn bị người ta khinh dễ, BD này BD nọ, ở quê hai chữ BD rất khắc nghiệt, quý vị. Cho nên Ly có tâm suy nghĩ, thứ nhất là thương mẹ, thứ hai nữa là thương những chị em BD không có công việc làm ổn định. Và Ly biết tâm, Ly hát 20 năm, 12 năm làm đòn, 12 năm đi hát, 8 năm làm đòn dành dụm, quý thưa vị. Và trong 20 năm đó, cái tầm 20 năm rồi làm nghề đó, Ly có bán một căn nhà. Có nhiều khi anh chị hỏi, ủa tại sao mày làm nghề khổ quá rồi mày không dẹp đòn đi? Kính thưa vị, bây giờ mình dẹp đòn rồi những người họ đang sống làm sao đây? Còn giống như con cá giống sống dưới nước mà bây giờ vớt lên bờ, họ thở làm sao? Thì mình giờ mình thương mấy chị em, thương mẹ và thương cái nghề lô tô này, và thương nhất là bà chủ đoàn Lộ Lộ đã phất cờ trò chơi lô tô của Việt Nam mình đi lên từ khi biết Lộ Lộ, và lô tô lúc nào cũng được bà con yêu mến. Còn cái điều thứ nhất nữa là Mai Thanh Ly định dẹp đoàn, tại vì bà con biết rằng đi xin bến bãi tỉnh nó khó lắm quý vị. Một bến như vậy quý vị phải chi 20 triệu, một đêm thuế phải 4 triệu. Mà khi mình xin, mình gặp tất cả ủy ban hết rồi, tất cả chủ tịch phòng văn hóa thông tin, phó chủ tịch, nhưng mà già làng không cho, phải đuổi đi thôi. Đuổi đi, và con biết đoàn của Ly một lần dọn đi phải mất 20 triệu tiền xe, thì Ly gồng cái không nội đang bán đoàn, nhưng mà nước mắt khóc rất nhiều. Không ngờ được Lộ Lộ giúp đỡ cho Ly 20 triệu, và Lộ có nói rằng em còn 23 triệu, em giúp chị 20 triệu, thà em không làm một cái tiệc sinh nhật, em để dành cho 40 người để tục tục trong công việc, để gắn bó và giữ Lô Tô. Một lần nữa xin cảm ơn Lộ Lộ, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Dạ cảm ơn chị. Thì qua đây thì em mới biết được là cái nguyên nhân chính để lập đoàn là do mình á, trong hết Lô Tô mình hát không được hoặc là không được hát. Cho nên lưu ý là những cái bạn mà không hát đó, mai mốt có mở đoàn thì thôi bây giờ mấy bạn tranh thủ hát đi, đừng mở đoàn bất ngờ chị cũng sợ. Rồi chắc có lẽ là còn ai có câu hỏi nào dành cho tất cả các chị không ạ? À, xin mời. Alo. Trước tiên thì cho tài chúc mừng là Lộ đã vừa trình chiếu xong cho mọi người xem về cái phóng sự thực tế ký ức Lô Tô của mình. Thì cho tài xin hỏi là tại sao mình lại chọn cái tên là ký ức Lô Tô? Tại vì khi mà xem phóng sự á, là người xem có cảm nhận á, là đây giống như là cái phóng sự thực tế hơn, thì mình có thể đặt tên là phóng sự Lô Tô chứ không phải là ký ức Lô Tô. Nếu mà nói về ký ức là có nghĩa là một cái gì đó đã cũ rồi, đã xưa rồi. Thì theo lúc nãy thì chị Ái có nói á, là đây là một cái gì đó ký ức để cho thế hệ sau, những người đi sau có thể nhớ về một thời Lô Tô.
thì Lậu có thể giải thích cụ thể hơn về cái tên của chương trình phóng sự của mình. Và tiếp theo, nếu mà nói về cướp lô tô thì Lậu có sợ một ngày nào đó thì Lậu và Sài Gòn Tân Thời trở thành ký ức lô tô của mọi người hay không? Nếu mà trong trường hợp đó thì Lậu có chia sẻ như thế nào? Xin hết ạ. Câu hỏi rất là hay, cảm ơn Tài. Người bạn với một anh phóng viên rất là dễ thương, Lộ được làm việc rất là nhiều lần. Kính thưa quý vị, và để trả lời câu hỏi của bạn thì nó như thế này nè. Cái tên ký ức lô tô đó, giống như cái câu hỏi mà Tài đã nói đó, nó sẽ là đề tài cho thế hệ sau. Khi mà làm một cái phóng sự thực tế, quý vị, nếu mà nói về tính mà lượt view hay lượt rating hay là cái hiệu ứng quảng cáo hay hình ảnh đó, là hầu như không có. Quý vị có thể thấy không có một cái rating nào tài trợ cho cái phim này hết, tự bỏ tiền làm hết. Vậy vì sao mà làm? Tại em nói ngay từ đầu là em làm để tri ân và cảm ơn, và đó là mục đích. Còn về cái nội dung, cái tiêu đề, và là để cho khi mà những thế hệ sau, khi mà Lộ và Sài Gòn Tân Thời, những đoàn hát đang hoạt động, nó trở thành dĩ vãng rồi, thì khi người ta gọi, người ta ở trong đầu người ta suy nghĩ tới đó là ký ức. Và cái ký ức lớn nhất là của những cái cô đầu chuyển giới là lô tô. Thế thôi, một cái cách đơn giản để mình gọi, đặt tên một cái phim này như thế, chứ nó không có cầu kỳ màu mè gì hết. Để lô tô là chân phương và thực tế. Tiếp thế nữa là bạn có hỏi là mình có sợ mình trở thành ký ức không? Kính thưa quý vị, ai cũng vậy hết trơn, đặc biệt là giải trí. Quý vị có thể thấy những ngôi sao lớn, giống như là những ngôi sao hàng A, Mỹ Tâm, Sơn Tùng đi, một thời gian mà họ không ra sản phẩm đi, họ cũng bị lãng quên. Điều đó là cái điều tất nhiên. Dạ, ai làm cái nghề này cũng hiểu hết. Cho nên mình không được phép dừng. Riêng Lộ là Lộ không có dừng. Thì mỗi ngày quý vị tới sân khấu, mỗi người sẽ thấy một cái hình thái khác. Nếu mà một tuần không thấy thì một tháng cũng thấy. Không có lúc nào mà Lộ dừng lại hết. Nếu quý vị đã từng đến Rubik Zoo thì quý vị bước tới công văn hóa lao động, quý vị thấy một hình thái hoàn toàn khác, một cái lực lượng khác, một cái nội dung khác. Có chăng những con số của Lộ thì nó không có được mới thôi. Thì cái đó là cái phần mà mình, khi mình lo nhiều cái việc kêu là học bài không kịp thì quý vị cũng biết rồi, thông cảm cho em rồi. Nhưng mà còn riêng với Lộ là không cho phép mình dừng một ngày nào đó. Ai cũng sợ mình trở thành dĩ vãng, nhưng mà mình biết cái nỗi sợ mình, tại sao mình không chuẩn bị tinh thần sẵn cho nó, quý vị ha. Đó, ý em là như thế. Cảm ơn thầy. Dạ, em xin mời chị Hòa Bình ạ. Dạ. Mình rất có một cái câu hỏi mình muốn hỏi một người là ông xã của chị Diễm. Mình hỏi cái suy nghĩ của ảnh, cái cảm xúc của ảnh khi mà ảnh ở vị thế một cái người gia đình mà ủng hộ cái người bạn đời của mình làm ô tô cực khổ vất vả như vậy, thì ảnh đồng tâm hiệp lực, và ảnh với một cái suy nghĩ nào mà ảnh đồng tâm hiệp lực cũng chia sẻ được. Dạ rồi, em xin mời anh trả lời câu hỏi này cho chị Hòa Bình nhé. Dạ, xin thưa chị, lúc bà chưa ở với Diễm đó, lúc đó em còn mười mấy tuổi, em mê cái nghề bánh trống đó chị. Mới đi lúc đó thì ở nhà đạp xe lôi, mê cái nghề bánh trống da đó. Rồi em mới vô sinh mới đầu đâu biết bánh trống, mới vô trong đoàn tá túc trong thời gian vậy đó. Vô trong đó cũng gặp một bạn nó quýnh mà đâu có dạy cho mình đâu, thiệt dạy cho sơ mà cũng một tổ cũng làm những độ đâu quýnh đâu được 3-4 tháng gì đó. Em mới biết quýnh trống rồi, em biết quýnh trống rồi, biết cũng hơi rành rồi, mới quýnh đoàn này đoàn kia đoàn nọ giới thiệu quýnh, rồi mới vô gặp Diễm. Cũng như là cái số phận của em rồi, mẹ cha thì không có còn, Diễm mẹ cha cũng mất hết rồi. Thấy vậy rồi hai đứa nó ở tới giờ với cực khổ, với mới ở cực khổ lắm, nó hát tại quýnh trống đi lang thang gì đó. Sau này dẹp trống đờn hết rồi, đâu còn cái ngày quýnh trống ở đâu. Rồi em mới là làm lính, làm lại rồi làm ở Diễm đâu tới bây giờ luôn là 24 năm rồi. Cực khổ thì thấy không cha mẹ, hai đứa không có cha không có mẹ thì ở. Chứ em ngoài ra không nghĩ gì hết, ở lại để làm ăn để cực khổ đó, rồi mình đi không lành như cái số của em đó, nó đã gì rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Đây một cái cặp mà điển hình luôn. Tại vì em có dẫn cái chương trình lớp Queen's Moon quý vị hồi nãy thì có chị biên tập và có chị Thùy Anh đó, là ở đây em có mời tới. Dạ, là em cũng có giới thiệu tại sao mình không chọn những nhân vật là những cặp là đi hát lô tô và họ sống với nhau 20 mấy năm, có khi là 30 năm, có khi là 10 mấy năm, rất là bền. Bởi vì nói trong cộng đồng LGBT mà để ở với nhau bền đó, nó rất là khó khăn. Nhưng mà quý vị có thể thấy một cái nguyên tắc đơn giản lắm, bởi vì cái ngôi nhà chung của họ là có gánh lô tô.
và tình yêu nó gắn kết với công việc, cho nên nó rất là bền. Và hơn hết á, những cô đào hát lô tô để có một cái chỗ dựa tinh thần, thì theo em được biết là ai mà đi hát lô tô mà đi ở đoàn tỉnh nó cũng muốn có chồng hết trơn á. Thứ nhất là có thể phụ khung vác, phụ những cái việc lặt vặt tại một mình làm hỏng hết, thì từ đó, từ công việc nó liên kết với tình yêu để tạo sự một cái gắn kết rất là lâu dài. Và cái điều đó có thể là một cái nguyên tắc cũng rất là phải nói là rất là hiếm có trong cái chuyện tình cảm đôi lứa nữa. Dạ, còn câu hỏi nào không quý vị? Dạ, em xin mời anh Sang Minh ạ. Alo, phải nói là lần đầu tiên mà đi dự họp báo mà nãy giờ ngồi mà không biết phải hỏi cái gì và nói cái gì, đó là lần đầu tiên luôn. Thật sự là Minh với Lộ thì cũng khá là thân, thì Minh hay nói với mọi người á là không có chuyện gì mà bà Lộ bà không làm được, Minh hay nói như vậy á. Thì hôm nay mình xem cái ký ức của tôi thì mình càng khẳng định một điều là thật ra là không có cái gì làm khó được bà Lộ, ngay cả bà đứng hát dưới mưa bà cũng có thể làm được. Một điều mà khi mà anh xem anh cảm thấy có những cái điều không tưởng, thật sự là không tưởng như vậy luôn. Biết nói sao bây giờ là thật sự ra ký ức lô tô á, thì mình muốn hỏi là nếu mà Lộ làm ký ức lô tô để một ký ức thôi, còn những người hiện tại đây thì Lộ có thể tìm một cách nào đó để khi mỗi một cái tập phát sóng cho những cái nhân vật thì có thể nào đó giúp đỡ được đoàn của các anh chị. Chẳng hạn như ngay cả hồi nãy giờ mình thấy các anh chị lên đứng chia sẻ một xíu là cũng có khán giả lì xì. Thì mình khi mà mỗi tập mình phát sóng như vậy thì mình có cách nào để cho những khán giả người ta tương tác, người ta có thể giúp đỡ cho những cái đoàn. Ngay cả mình biết chẳng hạn như những nghệ sĩ lớn có thể trong giống như Lộ hồi nãy Lộ phát biểu trong cái lúc mà Độ nói là có dịp nào mà khi về với cái đoàn á thì Lộ sẽ ghé Lộ biểu diễn để giúp đỡ cho các anh chị ở trong đoàn. Thì giả sử mình nghĩ là với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lắm mà khi mà họ đã cũng có dịp họ về với các tỉnh á, thì mình nghĩ là khi mà họ xem cái phóng sự như vậy thì không ai có thể mà không giúp đỡ đoàn một sức hát nào đó. Và rất nhiều nghệ sĩ họ sẽ chung tay, họ sẽ giúp đỡ cho các nghệ sĩ. Thì Lộ có thể chia sẻ là mình đã có những cái dự kiến chi. Nếu mà để một cái kiếp thôi thì để người ta xem thì mình thấy nó hơi tiếc. Và hiện tại mình nên giúp đỡ trong hiện tại, còn cái ký ức là mình cứ để nó sau này ha. Dạ chắc có lẽ là không có ai hiểu em bằng anh luôn á. Đơn giản Lộ không có làm gì bằng một mục đích cả. Tất cả những cái việc mà Lộ làm sẽ có rất là nhiều khía cạnh. Thí dụ nó không có được lợi cái này, nó cũng sẽ được lợi cái kia. Và cái mục đích giống như là Lộ nói đó, về phía cạnh Lộ đối với những cái đoàn mà đang hoạt động ở đây thì đó là một cái sự tri ân và cảm ơn. Nhưng mà song song đó, Lộ khi mà rất là mong là kể cả nguyên ekip luôn, thì sẵn có lẽ là sẽ mời đạo diễn luôn được không ạ? Huy ơi, Huy. Dạ, tại vì có nhiều người thắc mắc là không biết là đạo diễn là ai. Dạ, trước khi trả lời cái câu hỏi của anh, dạ, kính thưa quý vị, Huy đó là một trong những là đàn em của em học chung thầy về bên sân khấu điện ảnh. Nhưng mà bạn ấy là nghiêng về đạo diễn phim nhiều hơn. Thì hiện tại đó là quý vị đã coi mà Ngôi Nhà Buổi Chiều đó, thì đây là đạo diễn. Và tới ký ức lô tô cũng đây là đạo diễn quý vị nha. Rồi, em có một lời chào tới bà con đi ạ. Lời đầu tiên em xin kính chào quý vị báo giới, quý anh chị báo giới, quý khán thính giả đang có mặt tại đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời và xem qua livestream. Khi mà em nói với Huy về cái ý tưởng này đó anh, thì nó không có chỉ dừng lại ở cái sự cảm ơn mà nó còn có cái mục đích nữa. Thí dụ như khi mà một cái tập phim phát sóng như thế này thì đặc biệt là những người coi mà tại địa phương mà có những cái đoàn Lô Tô đó, họ sẽ có cái sự ủng hộ nhất định. Đó là cái điều mong muốn là thứ hai. Cái tiếp theo nữa là anh hỏi là tại sao mà không giúp đỡ ngay bây giờ đi, có nghĩa là mình sao không cho cái địa chỉ hay là cho số tài khoản hay chuyển khoản. Dạ, kính thưa quý vị, chị em của tụi em rất tự trọng. Cái điều này là em thấy rõ rệt nhất sau cái mùa dịch. Vì sao? Thì em nói cái điều này là quý vị có thể thấy được nếu mà quý vị đọc status của em nhiều. Em có phát động là tặng quà cho những cái chị mà hát lô tô đó, mà nếu mà không có đi hát được thì cứ tới đoàn ấy. Quý vị biết không, lúc nào cũng còn dư quà hết trơn á. Tại vì khi mà người ta làm lại được rồi, người ta không bao giờ xin nha. Không bao giờ xin. Cho nên á, nếu mà em nói thẳng luôn, nếu mà để cho như thế, chưa chắc là mấy chị đã nhận. Dạ, cái đó tại vì khi mà mình làm được thì mình sẽ tự làm. Cái đó là cái tính cách của tụi em. Mà đặc biệt là những người trưởng đoàn, những người lãnh đạo thì họ không thể nào mà cứ đi xin được. Thì nhân sự họ nể.
đó. Cho nên đó là cái cách đó, cái đầu tiên đó, là tụi em làm được là cái thứ hai. Còn về khía cạnh là văn nghệ sĩ họ có đồng hành không, thì nếu mà được như vậy thì quá tốt, cái đó là cái điều mình không tưởng được. Dạ, dạ, cảm ơn quý anh rất là nhiều. Dạ, chắc có lẽ là thôi bây giờ thay lời cảm ơn của Sài Gòn Tân Thời đến đạo diễn phim nè, đến tất cả các trưởng đoàn, thì người đẹp La Kim Quyền sẽ có vài bó hoa tươi thắm để gửi đến tất cả quý vị nha. Dạ. Trong khi đó thì em cũng rất là mong được nhận được những ý kiến tiếp theo, rất mong là quý chị báo giới có quan tâm. Và tại đây là một cái phim dành cho xã hội và nó hơi hướng cộng đồng chứ nó không phải là một cái phim giải trí, cho nên quý vị sẽ coi và nhìn thấy ở đâu đó đôi khi là nó không phải là một cái nụ cười bất chợt, nhưng mà nó sẽ là một cái điều mà để quý vị sẽ suy nghĩ nhiều hơn về những cái số phận xung quanh mình. Cái bây giờ cảm ơn rất là nhiều đến là chị Á Diễm và anh Hoàng Huy. Và bạn và chị Diễm và ông xã. Tiếp theo là chị Phương Ly và chị Mai Tuyết Ly đã hỗ trợ cho Sài Gòn Tân Thời để thực hiện những cái phóng sự rất là ý nghĩa, không chỉ cho bản thân đoàn các quý anh chị mà còn có những người đang đi hát lô tô đang đồng hành nữa. Hôm nay em có mời tới một số đoàn nữa, nhưng mà vì lý do khách quan là tất cả các anh chị đã không có tới được, do thứ nhất là đang tết tây nè quý vị, thì đoàn nào cũng diễn và rất là đông khách cho nên là không có đi được ạ. Khi nghe nhạc thôi là mình đã không thể nào hát được, cho nên là thôi để chút xíu nữa mình bình tĩnh hơn rồi mình sẽ hát tặng cho quý vị nha. Hồi nãy thì trước khi mà vào cái buổi công chiếu cái phim này thì em nhận được rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà chắc có lẽ là quý vị chưa có coi phim thì quý vị sẽ đặt những câu hỏi đó ở bên ngoài thôi. Lý do mình làm phim rồi có phải là mình PR, mình truyền thông hay không, thì chắc có lẽ bây giờ là trước khi mà quý vị để đặt những cái câu hỏi tiếp theo sau khi quý vị đã sâu sát hơn vào nội dung của phim đó, thì em xin mời chắc có lẽ là không mời ai khác, nhân vật chính của chúng ta trong phim đâu, bà chị Ái Diễm ạ. Dạ, và ông xã luôn. Dạ, em xin mời anh. Kính thưa quý vị, để mà thực hiện được những cái thước phim như thế này thì Lô và... cũng nhớ là cái kỷ niệm, ký ức của Lô Lộ Dương, cái trò chơi nhân gian của và miền Tây mình và thật đông đảo và có sự ủng hộ thật là nhiều hơn nữa. Và cái kỷ niệm này rất là mừng, mừng với Lô Lộ mà đưa ra ký ức này cho em, mà em không còn hát nữa hay là em còn tắt thời sân khấu để con cháu nhớ về cái đoàn của em và Lô Lộ ra cái bộ phim này. Chắc có nhiều cảm xúc lắm anh, và văn đó thôi không có thành lập được giống như ý mình mong muốn. Chắc có lẽ là cái nội dung căn bản mà chị cũng mong muốn là chị có một lời cảm ơn thôi, và đây cũng là một cái kỷ niệm để lại cho thế hệ sau, những cái người mà yêu mến Lô Tô. Kính thưa quý vị, và ở đây cũng có đại diện của áo dài Song Toàn đó quý vị. Thì hôm trước đó, em có phát động kêu thiện nguyện tại chỗ để giúp đỡ cho một chị Quyền hả? Không, chị cô không nhớ luôn rồi, nhưng mà chị đó là đang nằm viện đó quý vị. Thì Song Toàn có tặng cho 10 triệu thì có lẽ là mà em chưa, tại vì hôm đó mình quyên góp đủ rồi, thì Song Toàn có tặng thì em có đang giữ đây, thì em sẽ tặng riêng cho chị Á Diễm là 5 triệu, bởi vì chị đoàn thì chị đã chết mấy bến rồi, bây giờ đang phải tạm ngưng không có được diễn nữa, để coi như là chằn túi để mình có tiền cơm cho mấy anh chị trong đoàn ha. Cảm ơn chị rất nhiều, xin cảm ơn lần nữa đến nhà Song Toàn nha. Lỗi xin phép trích cái phần này trước nha, còn phần kia mình sẽ dành cho những cái trường hợp xứng đáng hơn nữa. Rồi, kính thưa quý vị, và xin cảm ơn một lần nữa đến tất cả các nhân vật của chúng ta. Cảm ơn đạo diễn Huy rất là nhiều. Cảm ơn em đã đồng hành cùng Sài Gòn Tân Thời qua từng tập phim, biết chị rất khó nhưng vẫn đeo. Rồi, kính thưa quý vị, và bây giờ chắc có lẽ là không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn được nữa, chúng ta cùng luôn về vị trí của mình, và đặc biệt xin mời tất cả các anh Huy nè, hai chị Ly nè, chị Á Diễm ở lại sân khấu để chi bắt đầu mở màn chương trình tối đêm nay. Quý vị đừng về sớm quý vị nha. La Kim Quyền thú vị. Một chàng pháo tay thật lớn cho nữ hoàng hơi nách khi thanh dân lầu thú vị. Thưa quý vị, một trong những người đẹp có thể là bà chủ tương lai Luna. Con số gì đây, con số gì đây? Một nhan sắc vô cùng rực rỡ cho con tới thời Tiêu Minh Phụ. Con số gì lên là con số gì lên? Cái lúc gì? Con số gì kinh là con số gì kinh? Cặp đôi nhẹ cân nhất, bé ba và bé tư. Bà già biết cô, hãy nghe radio kìa.
thưa quý vị. Con số gì lên là con số gì lên. Con số gì. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng chào đón một trong những người đẹp ngoại quốc của đoàn em, người đẹp Mông Cổ, Cẩm Nhung. Sở dĩ gọi là người đẹp Mông Cổ bởi vì cô ấy vừa không có mông và thừa, không có cổ, thưa quý vị. Ngay bây giờ, con chào hoa tay thật lớn cho nam ca sĩ đất nước Việt Nam, Nguyễn Đông. Thưa quý vị, một giọng hát mà quý vị đã rất là yêu mến ca sĩ Dạ Thảo. Và ngay bây giờ chúng ta cùng dành những tràng pháo tay vô cùng nồng nhiệt đến từ những khách mời tối đêm nay, ca sĩ Lô Tô Mai Tuyết Ly. Con số gì ra, con số gì ra. Con số gì lên là con số gì lên. Ca sĩ Lô Tô Hoàng Huy, thưa quý vị. Ca sĩ Lô Tô Phương Ly. Ca sĩ Lô Tô Ái Diễm, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta cùng nhìn ngắm lại những gương mặt hết sức rạng rỡ của khách mời, cũng giống như là những thành viên hết sức xinh đẹp của Sài Gòn Tôi Thời tối đến nay, quý vị nhé. Cùng hùng hậu tối đêm nay chắc có lẽ là một đêm lỗ đầu tiên, và chúng ta bắt đầu đêm diễn tối đêm nay cùng với những thành viên hết sức xinh đẹp của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tôi Thời và bốn khách mời đặc biệt. Trân trọng kính chào tất cả quý vị tối đêm nay ạ. Dạ cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Tâm à phía đây ạ. Dạ gửi tâm cho quý anh chị nha. Gì đây con, số gì đây, nằm nằm mà nghe tôi kêu cờ ra con mắt con biết gì đây. Số gì đây, số gì đây con, số gì đây con, số gì đây con, số gì đây. Tiếng đàn kêu buông tay lòng dặn dao, nằm một thứ mơ đàn đưa ta đi đến đâu. Lắng nghe tâm tư buồn qua đây khúc tình ca, nói về đời sống lô tô. Oh,
Có 1 58 Có 2 22 Dạ 22 có 3 12 Hợp lệ. Hàng ngàn lấy giá 4 con cờ vừa đủ. Thì bây giờ anh Diệp đại diện việc cứ ghi người lại vé một không bao quanh lên kiểm tra mọi anh Diệp được phép bao nhiêu cờ ra thôi ra ngoài độc quyền trước này. Chủ nhân thứ 2 ký hiệu dập loại 0236 đúng dập loại 40 và mất kêu. Có 1 58 Có 2 22 Có 3 12 Hợp lệ. Hợp lệ là vé hàng ngàn 4 con cờ vừa đủ. Hai chủ nhân kinh trùng chưa được tập hợp bên trên. Và ngay từ bây giờ vòng loại đầu tiên đã được tìm ra hai chủ nhân may mắn nha. Thể lệ trò chơi kinh trùng trên tầm lá bé chúng ta sẽ được bắt đầu chia đều. Chị Diễm ơi, em nhờ chị quay banh giùm em ha. Hai số và bạn sẽ được chia làm hai cho hai bạn. Bạn nào số lớn nhất sẽ được nhận qua một phần quà lớn nhất của đoàn của tôi sẽ còn tăng thời. Và số nhỏ còn lại chúng ta sẽ được ra về nhận qua đó một con gấu nhỏ nha. Và ngay từ bây giờ đêm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều vòng loại. Và đêm nay sẽ có 4 vòng loại đặc biệt như thường lệ. Ai bóc trước à? Rồi anh đầu ông gió anh em bóc trước nha, giấu số lại giùm em nha. Đừng có đưa chị đó, đưa cho anh coi đi. Rồi đó. Và đêm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ giao lưu cùng với Ái Diễm nè, Mai Tuyết Ly, Phương Ly cũng như anh Hoàng Huy sẽ được gửi đến tất cả các bác anh chị mình với những con số kêu lô tô thật là dễ thương. Rồi bạn số mấy nè? 32 31. Rồi chúc mừng áo đen nha, áo đen qua bên đây. Rồi ngay từ bây giờ xin mời các bạn mình nhớ tiếp tục ủng hộ cho vòng loại mới với tiền vẫn là 10.000 đồng như thường lệ nha. Rồi anh em mình đứng sớm sân khấu luôn đi đó. Dạ chị ơi, làm là người khó quá chị. Dạ em làm trưởng đội em lên em má không khóc vô đây em khóc chị lộ quá. Em khóc chị Quyền nữa. Rồi con chú chị hồi dùm cho chúng em trong loại này vẫn lấy vé 10.000 đồng quý vị nha. Rồi vé nè em ơi. Rồi vé nè. Rồi quý vị ơi, ở ngoài trước đó thì bây giờ đang lất phất những hạt mưa nha, không có mưa lớn. Anh chị mình chịu khó thương đòn, anh chị mình chịu khó đi xích xích và lại vào trong tí xíu giùm cho em. Khi nào chúng ta vơi dần những giọt mưa đó không còn nữa chúng ta sẽ được bung ra. Và ngay từ bây giờ khán giả mình thương đòn thì khán giả mình nhớ hãy sát lại gần nhau tí xíu. Mọi người là một cái ghế đi, một hai bước chân nữa hoặc là xích lại gần nhau để chúng ta sẽ được thưởng thức thật là trọn vẹn chương trình ca nhạc đêm nay. Và đêm nay ngoài những vòng loại bình thường với những khách mời đặc biệt với những người đẹp đang được hiện diện trên sân khấu thì tí xíu nữa đây chúng ta sẽ có những vòng loại đặc biệt đến từ ẩm thực Trần Đà Nẵng sẽ được tài trợ. Mỗi vòng loại như thế là 20.000 đồng, tặng phẩm được trao tay là nửa chỉ vàng 24. Và bây giờ vé nè Phương ơi, Phương kế bên luôn em đó, không làm mất thời gian tất cả quý vị nha. Ngay từ bây giờ Quỳ xin mời tất cả quý vị có vé trên tay dò số à. Phương Dung ơi, Dung giơ tay giùm em à. Đây nè em ơi. Rồi bên đây nè em ơi, ba giờ lượt tiếp của chú chị là có vé tay bốc về sân khấu chuẩn bị dò số. Rồi khán giả ơi, giơ cao tay lên ủng hộ vé giùm cho Quyền nha. Và mỗi người một vé vé bên đây luôn em ơi. Chúng ơi. Rồi bé Từ ơi, đợi nó mới kịp sang ơi. Số gì đây, số gì đây, con số gì
gì đây, con số gì đây? Khánh Hòa thành phố tôi yêu, trên đồng nhiều ruộng lúa, khí biển nhiều ca dứa to lương sơ, các lợi bình con cửa bé cũng tăng thêm ghe thuyền. Ninh Hòa thì xa đẹp xinh, đem cho cũng các mọi người đừng ngợi khen, món ăn chẳng có sang hẹp, đó là đặc trưng của Ninh Hòa là quê của Mai Tuyết Ly, với những đặc sản mà Mai Tuyết Ly đang được gửi đến tất cả quý vị với những câu hè nha. Trên tay người đẹp sáng sáng, còn đầu này dài bé cuối tay đúng quý vị. Rồi bây giờ cô chú chị nào chưa đến nhà trang tất bà, cô chú chị ủng hộ giùm em và lắng nghe con cô số bị nha. Rồi mẹ tay khoảng hết chưa? Mấy cái bạn ý chị này, mấy cái chị ra, mấy chị ra, mời tất cả quý vị có vẻ cho tay vô số đầu tiên nha. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, con số gì đây, ai về sớm dừng chọn ghé lại thăm điểm thiên dưới mỗi năm lễ hội tới kỳ xa gần cũng tới lễ dưới trình về từ thành thị cho tới thôn quê ai ai cũng muốn quay về nhà trang tháng ba am chuốc quy hoàng bên cầu tài cầu năm cầu an cho mọi người số gì đây sổ số chưa mấy tỷ ơi sổ số luôn gì đây hai gì đây con hai gì đây hai gì đây con hai gì đây hai gì đây con hai gì đây con rắn công chân bỏ năm cái bài cái núi con gà công chú nuôi chín mũi con phải chi nhan sắc anh còn cái mặt mũi sứ mà còn là thiên vừa tới hai mươi còn hai mươi còn hai mươi còn hai mươi còn hai mươi và con số 20 là con số đầu tiên, xin mời quý khán giả mình chọn số tiếp. Còn 20, còn 20, còn 20 rồi ra có mấy con năm gì ra. Năm gì ra, năm gì ra, năm gì đây, năm gì ra. Phố đêm, đẹp mơ sẵn sàng, màu trắng như vì sao tối đầu ngủ yên. Nguyện 50, còn 5 chục, lục đục 5 chục. Còn 50, còn 50, còn 50, còn 50, còn 50, còn 50, còn 50. Nghe có mấy con xui gì đấy nằm. Cho anh ngày không đến để mình em bước thêm dài ngập ngừng tà áo đi em chọn áo tím chẳng nói anh yêu em xin nhẹ ga phố người tự cười khen nói.
từ huyện 15 đã có khán giả đọc dài quý vị hãy bình tĩnh để chúng em dò tấm vé đến chị ba kinh sổ cái lộ vị ha. Tôi xin mời chị gái lên sân khấu để cho Mai Thế Ly dò tấm vé lô tô ạ. Dạ em mơ ước bước lên sân khấu Sài Gòn tân thời hôm nay hoàn thành được rồi. Má ơn cảm ơn má. Rồi lên chị ơi. Rồi ai kinh trước